Giờ mặt thấy gớm. Anh đi đâu vậy? Đi đâu kệ tôi. Nhìn cái gì? Tôi nói là một lần chót, tôi không thể nào sống với cô được nữa. Anh mới nói cái gì? Tại sao anh không thể nào sống với em được nữa? Bao nhiêu năm nay tôi sống với một người vợ đàn bà mà không phải là đàn bà. Anh nói cái gì kỳ cục vậy? Tại sao bao nhiêu năm nay anh sống với em mà anh nói em là đàn bà không phải đàn bà vậy? Chứ từ mày mười mấy năm nay anh xài hàng gì? Tôi không biết hàng gì, tôi biết không phải là đàn bà. Tại sao không phải là đàn bà? Đàn bà gì đó mà người y như con mắm. Tại anh có ác cảm với vợ anh nên anh mới nói vợ anh như con mắm, chứ nhìn em cũng được như con khô chứ. Người ta nói á, nam tu nữ nhủ, có nghĩa là đàn ông thì phải có râu, đàn bà thì phải có. Biết rồi, em thấy anh đưa tay là em biết anh muốn nói có cái gì rồi. À, em cũng có vậy, nhưng mà ông trời ông bắt công, ông cho em ít hơn mấy con khác thôi. Chanh không ra chanh, bưởi không ra bưởi, dạt đằng trước đằng sau không rớt miếng nào. Tại anh là chồng mà anh không thương vợ cho nên anh không có nhiệt tình. Nhiệt tình cái gì? Bây giờ anh thử dạt nhiệt tình coi. Bây giờ nè, em liều mạng đứng cho anh dạt luôn á. Anh ráng dạt nhiệt tình chút xíu đi, nó cũng rớt được hai con ốc chứ. Nói cái gì cô cũng cãi lại được hết trơn á. Cãi gì? Lành quá. Mà tôi nói cho cô biết, đó chỉ là cái lý do phụ thôi. Lý do chánh á, tôi không thể nào ở với cô được. Tại vì cô quá xấu. Tại sao khi ngài yêu em, lúc nào anh cũng khen em ơi em đẹp quá, giờ anh chê em xấu là sao? Trước khác bây giờ nhưng khác. Mà xấu đâu phải là cái tội đâu. Xấu không phải là cái tội, nhưng là nghèo mới là cái tội. Không, cái đó nghèo là mấy ông thầy bói ông nói là tại số, chứ không phải cái tội. Cô không tội cho cô không phải tội cho tôi chứ. Cô nhìn nè, tướng tá cao lớn như vậy nè, đẹp trai phong lưu phóng đãng như vậy nè, phải ở một con vợ ốm nhôm mất nhắc ở căn nhà mà chật chội như vậy, rồi 5 năm nữa như vậy, 10 năm nữa như vậy, 15 năm nữa cũng như vậy, rồi 20 năm nữa cũng anh ngừng cái liên khúc như vậy lại đi. Bây giờ này em biết là bây giờ em không thể nào khuyên anh được nữa, em không thể nào làm cái gì được nữa hết. Bây giờ em chỉ có một điều em xin anh, còn con cái của mình nữa. Con cô để dành nuôi, tôi không có dành đâu, nghe chưa? Mà anh tôi nói cho cô biết, tôi cũng không giấu gì cô. Bây giờ tôi đã có người yêu rồi, trẻ đẹp, 19 tuổi, tên là Lisa. Em biết, giờ này anh thích hàng ngoại hơn hàng nội địa. Nhưng mà em lại anh. Gì? Anh ơi, vì con cái của mình, em mong rằng khi nào anh mỏi gối chồn chân, anh trở về đây với mẹ con em. Mẹ con em lúc nào cũng dang rộng vòng tay để chờ đón anh. Vòng tay để cho thằng nào đi, thằng này không dám đâu. Tôi nói cho cô biết, cho dù mai này tôi có trở thành ăn mày, tôi không lê cái thân tàn ma dại về đây đâu. Cô biết tại sao không? Tại vì cái nhà này là cái ổ ăn mày. Cô nghe chưa? Ổ ăn mày. Gia đình này là ổ ăn mày. Thôi được rồi. Cái áo này, nó xúc chỉ em mới giá xong đó. Anh cầm theo để mặc đi anh. Cái áo này hả? Cô giữ để lau nhà đi. Anh ơi, có thể nào anh suy nghĩ lại không anh? Không bao giờ. Anh quyết định như vậy sao anh? Quyết định như vậy? Tiễn dòng. Năn nỉ hoài. Vậy mà nó hiền đó. Vĩnh biệt người vợ khó mực. Hello, Lisa hả? Anh nè, Harry Potter đây. Xong xuôi rồi, tiễn cái giọng đó rồi. Kể từ ngày hôm nay hai đứa mình có thể tự do và không bị ai ngăn cấm nha. Nhớ chứ. Ừ, tặng em cái nhẫn ba carat chứ gì, chuyện nhỏ. Anh sẽ tặng em nhiều vật quý hơn nữa. Má anh có để lại cho anh một cái hộp nghe không? Anh không biết là hộp gì mà mỗi lần anh mở ra anh nhìn hết hồn phải đóng lại đó. Ừ em, nó không phải màu trắng tím bình thường đâu,
mà nó nổi gân xanh em ơi. Anh nghĩ cẩm thạch đó, tặng em hết luôn. Cho em hết luôn nha. Ừ, bây giờ em đang ở đâu vậy? Hả? Đang tắm ở Niagara Falls hả? À, anh tới liền. À, chào chú nha. Bye em. Trời ơi, nói chuyện đầu nhí khác với vợ già. La 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 la. Buồn thương chiếc áo năm nào rách đôi bờ dài, chị hai cứ ngóng trong hoài bóng con đò xưa. Biết người xưa kia giờ sang sông, biết người ra đi mà vẫn mong nhung nhớ đêm ngày. Tóc chị giờ thành hai lai. Dòng sông bến nước con đò đã phai còn nhau, lều tranh vách lá dây trầu quấn quanh hàng cao. Trăng vàng trăm năm tình ngàn năm, ai ngờ một đêm chợt nước lớn lôi cuốn con đò vô tình. Ai hát mà nghe giọng quen dữ vậy ta? Dạ, xin lỗi, chào bác muốn tìm ai vậy bác? Lo, em không nhìn ra chồng em đây hay sao? Ai vậy? Tài đây. Xin lỗi, nói bác đừng giận, nhìn bác là xỉu chứ tài gì. Em nhìn kỹ là có em. Anh thêm à? Em nhận rồi phải không? Đúng rồi, nguyên cái bánh bèo có ban tôm khô bị cháy. Anh em về đây làm chi vậy? Bữa nay anh về đây là trước thăm em với con, sau đó thì anh muốn nói một câu xin lỗi vì cái chuyện năm xưa anh đối xử không đúng đối với em. Muộn rồi anh. Tại sao muộn? Anh còn nhận ra chiếc áo này không? Ngày anh đi tôi đã giá cho anh đó. Anh biết tôi giữ nó bao lâu không? Năm mấy rồi? Dĩ vãng rồi. Nghĩ sao đi cho đã, giờ về đây xin lỗi. Trời còn khuya à. Thôi mà em, dầu gì em cũng phải cho anh một cái cơ hội chứ. Hết rồi anh. Ngày xưa tôi lấy anh, tôi tưởng anh là một người đàn ông sống có tình có nghĩa. Tôi nghĩ anh là một người sẽ thương vợ thương con nhiều lắm. Trong khi đó anh là một người đàn ông sống với vợ mà chỉ nghĩ tới cặp nhũ là sao? Thôi. Nói với anh nó quan trọng dữ vậy hả? Xin lỗi anh nha, nếu muốn có mấy cái đó dễ dàng thôi, anh 4.000 đồng bạc tôi quánh cái tới mặt luôn á. Mà đây không có muốn làm, bị vợ anh là một đứa biết lượng sức mình. Tôi như vậy rồi tôi quất cái tới mặt rồi tôi đi làm sao? Đi ra đường anh lúc nào anh cũng phải cho vợ anh nhìn lên với đời cho cuộc đời nó khá chứ. Anh nghĩ sao mà cứ đi ra đường nó cắm đầu đi vậy? Cái chuyện té em. Thôi mà tại hồi xưa anh nghe lời mấy bạn nhậu nó suối bậy anh về anh mới nói vậy chứ thật sự. Muộn rồi anh. Ngài bước chân ra đi, anh có biết mẹ con tôi khổ sở đến cỡ nào không? Anh ra đi, trong gia đình chỉ còn có 200 đồng bạc. Anh đưa tôi qua tới bên này với 200 đồng bạc đó, với ba đứa con tôi phải sống như thế nào đây? Tôi cầm 200 đồng tôi khóc và tôi đi ra ngoài đường, tôi đi như một con điên. Cuối cùng tôi lọt mẹ vô casino. Đồ trống làm gì? Ai biết, tự nhiên nó đưa đẩy vô, ai biết vô làm gì. Tôi quyết định rồi, tôi thấy người ta cờ bạc nhiều quá, tôi quyết định tôi cầm 200 tôi bước ra giang hồ. Mà từ xưa tới giờ tôi có biết con bài là cái gì đâu anh. Tôi đâu có biết bánh quánh cái gì. Cái tôi thấy cái chị Việt Nam chỉ ngồi, tôi chạy tới tôi hỏi: Chị làm ơn chị chỉ em cái môn bài nào mà quánh mà cho mau thấy á.
Ông hỏi mau thấy làm sao, em nói mau ăn mau thua, quất cái là ăn liền mà thua liền vậy đó. Cái nó có vốn nhiều đó em, có 200. Bà cười à, bà nó thấy gốm quá à. Có 200 quyết định đi quánh bài. Tôi nói kệ nó. Cái bà nói muốn mau ăn phải không, chị chỉ cho môn, hỏi cái gì nó roulette. Rồi sao? Tôi tới tôi nhìn một cái mâm tôi thiệt á. Cái mâm lớn vậy nè, trong đó có 38 con số. Tôi nhìn vô tôi đâu biết tôi quánh con số nào. Tôi nghĩ còn 200 đồng này nè, kệ nó cũng cứu con mình qua cơn đói. Nhưng mà tôi giận ông quá, tôi không biết làm gì. Mà tôi không biết chọn lựa cái số nào nữa. Cuối cùng tôi nghĩ cuộc đời tôi bây giờ là nát tiên rồi, tôi quánh mẹ con số 0. Rồi sao? Thiệt ông bà đãi nghe ông. Trời ơi, thằng điêu lơ nó quay o, cái bánh nó chạy vòng rất cái canh ngay màu xanh số 0 trúng 7,000. Trời ơi may mắn quá. Rồi... từ 7,000 đó tôi mới lấy tiền đó tôi đi học neo. Tôi học neo xong xuôi rồi 6 tháng sau tôi còn dư được 4,000. Đi học neo có 3,000, 6 tháng sau tôi mướn một cái bàn có 4,000 đồng vào. Tôi vũa neo, tôi vũa 5,5. Bây giờ tôi 2 tiệm, mỗi tiệm 8 bàn. Làm chủ luôn rồi. Nghĩ sao giờ này đi về đòi làm chi? Hả? Về đây làm gì? Thì anh nói rồi, dầu gì cũng tình xưa nghĩa cũ. Em nghĩ lại mà cho anh một cơ hội chứ. Cơ hội em cho thằng khác rồi, xin lỗi anh nha. Ai vậy? Anh không cần biết người đó là ai. Người ta quý tôi hơn nhiều kìa. Ngày xưa anh chê tôi là con mắm, trong khi đó người ta cưng tôi hú hồn. Anh đâu có nhìn thấy cái tiềm ẩn trong con vợ anh đâu. Anh lo nhìn bề ngoài không à. Trong khi đó người đó nhìn vô được cái tiềm ẩn của tôi. Người ta ôm cái eo tôi, người ta nói trời ơi em ơi, anh mà lấy em lời được 10,000. Tôi nói trời ơi, tự nhiên lấy em có đồng bạc nào đó, anh lời được 10,000. Nó nổ cái eo em không hút mở hết 10,000. Đó bây giờ ông suy nghĩ coi, ông suy nghĩ cho kỹ coi. Làm cặp nhũ có 4,000 mà hút cái eo hết 10,000. Mày nằm không, mày lời 6,000 mà mày không chịu. Nghĩ sao hả? Thôi mà hả? Còn chưa thấy đâu. Nó quý tôi còn hơn là cái gì nữa. Ông biết nó tâm sự với tôi. Nó nói chứ, em ơi đứng cạnh em á hả, anh được như dựa vô tùng vô bách. Tôi nói tầm bậy. Đàn ông dựa vô vợ không có nói như tùng vô bách. Vợ dựa vô chồng mới gọi là dựa vô tùng vô bách. Cái nó không không. Dân chơi mà nó thấy em nó chạy 8 cây số nó không dám quay đầu lại. Nó không, trời ơi, từ xưa giờ em hiền, em không biết cắt cổ con gà mà anh nói gì dân chơi sợ em. À đúng rồi. Biết nó sao không, không đâu, nó mà đụng tới em hai cái hàng xương sườn em, nó tưởng em dắt dao găm nó chạy thấy bà nội. Bây giờ ông đi không? Bây giờ ông đi không chứ tôi nổi điên tôi gồng lên một cái là xương sườn tôi nó bay ra là nó giết ông chết à. Đi đi. Thôi mà, từ từ. Được rồi, anh sẽ đi. Nhưng mà trước khi đi á, anh muốn nhắc cho em nghe một chuyện thôi. Chuyện gì? Em nhớ hồi lúc mà hai vợ chồng còn sống hạnh phúc á, mình có nghe cái bài Ru Lại Câu Hò đó. Rồi em nói sau này cái hoàn cảnh mình nó có tương tự gì thì em cũng sẽ đối xử với anh vậy đó. Để anh nhắc cho em nhớ nha. Quên rồi. Không, anh hát cho em nè, anh hát cho em nhớ nè. Nè, nghe nha. Một hôm bão tố mưa dầm ước con đò dừa, lòng nghe buốt giá con đò bỗng quay về đây. Thấy người xưa kia gặp không may, đau lòng chị hai trào nước mắt, giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Em nhớ không? Đó là ca sĩ nó hát, còn tôi ca lẻ, tôi hát khác. Hát sao? Nghĩ sao đi cho đã đời thì ru lại câu hò còn khuya à. Trời đó, bây giờ tôi ca lẻ, tôi hát như vậy nè. Hát sao? Coi thử nghe có được không? Thấy người xưa kia gặp không may, vui mừng chị hai cười tét rung, vui quá nên đành lấy chồng vào sáng sướng hơn. Đi đi, tôi không có chứa anh trong cái nhà này nữa, anh đi đi. Ghét. Em kêu anh hả?
anh mới nghe nó tà nè. Cái tà là tao lấy đại liên tao nã mày tà ta cho mày đi cho lẹ đó, đi đi. Bực bội à. Ta. Rõ ràng. Hổ là anh nghe tà rồi. Không mệt quá, tôi kêu đại, tôi kêu Phong Long vậy á, không được hả? Đi đi. Bực bội à. Nhìn cái hết muốn ăn cơm. Ta. Thấy người xưa kia gặp không may, đau lòng chỉ hai trào nước mắt, giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Vậy là sao? Là giận lắm cũng đành ru lại câu hò thủy chung. Vậy làm sao? Bà mẹ nó ngu thế ớn à. Cái này mới học mẫu giáo là cô giáo nó chết rồi. Nghĩ sao nãy giờ mình năn nỉ mình tha, tới hồi tôi tha rồi không nhớ không biết là sao. Vậy là tha rồi đó ông nội. Vậy là tha đó hả? Trời ơi xong rồi. Trời ơi cảm ơn em. Thôi đừng có ôm. Thôi ghét. Tôi nói thiệt với anh nghe, hồi nãy giờ tôi giỡn chơi với anh thôi. Khi anh đi rồi tôi biết thế nào anh cũng có một ngày cái ngày tàn anh sẽ trở về mà. Anh biết mà. Bực bội à. Mai mốt anh chỉ con ly xà đó cho tôi nha. Thôi mà chỉ chi nữa, chuyện cũ mà em nhắc hoài. Chuyện cũ cái gì? Tôi không có phải khi tôi ghen đâu ông. Khi tôi đã chấp nhận cho ông đi là tôi không ghen. Nhưng mà tôi sẽ dạy nó. Dạy gì? Đàn bà con gái xài thấy ơ hào thấy ớn không? Hồi xưa nó bảnh tỏn con đi về thấy gớm không nha. Đó. Thôi mà ông mới bước vô tôi tưởng là ông mặc đồ vừa xa xì. Cuối cùng là design vậy đấy hả? Hồi đó cái áo giá không miếng ở trên cái vai đó thôi tám thẹp đâu để lại, bây giờ mặc đồ thấy gớm không? Thôi mà bỏ qua đi, anh hứa anh sẽ kể từ hôm nay anh lo cho mẹ con em cho tới hết cuộc đời của anh còn thôi lại. Được rồi nha. Em nói cho anh nghe nè à. Em đâu muốn cái cảnh gia đình mình tan nát vậy đâu à. Nhưng mà em muốn nói cho anh biết rằng á, mình sống trên đời không phải vì tiền bạc, anh hiểu không à. Anh về đây với mẹ con em là được rồi, em không muốn con em nó ra đường nó không có cha à, anh hiểu. Ở ngoài bao nhiêu lâu quần áo gì rồi ăn uống lấy gì ăn trời. Trời ơi tiền đâu mà ăn em ơi, khổ lắm. Bởi vậy không ăn lấy sức đâu chơi. Nè, never mind, never mind. Never mind. Không, cái câu nói đó là nó phát xuất từ cửa miệng của một người đàn bà mà lâu quá không có gần chồng. Anh thấy biết. Yeah, yeah, never mind. Anh biết rồi. Thôi, take a shower. Chị vậy? Đi tắm. Chị vậy? Đầu này tàu hũ không nè. Nghĩ sao trời ơi, sao ông khờ quá vậy ông ơi, trời ơi. Lâu ngày ông mới về đây, con vợ nó gặp ông nó biểu đi tắm để làm gì? Làm gì, tắm chi? Do it! Do it! Yeah! Together! Yeah, yeah! Mời các ông. Trời ơi, cái gì mà nghe cái tiếng thấy ghê vậy? Hết chỗ họp rồi sao tự nhiên hẹn vô bệnh viện họp? Dạ, do thân chủ của tôi là bà Nguyễn Thị Trầm Hương muốn gặp các ông ở bệnh viện. Và tôi là luật sư đại diện cho bà Celine Hà. Chào luật sư. Bonjour luật sư. Khỏi bắt tay, mời ông ngồi. Ông ngồi luôn. Hai ông là chồng cũ của bà Nguyễn Thị Trầm Hương. Tôi là chồng cũ của bà. Tôi lấy bà lúc bà còn ngây thơ. Lấy vợ mà nghĩ người ta ngây thơ thì ông mới là người ngây thơ đó. Sao kỳ vậy? Đàn bà con gái đi lấy chồng là không ai còn ngây thơ hết. Ồ, hèn gì. Bà bỏ tôi là vì bà chê tôi già. Ông đang ngây thơ rồi. Đàn bà mà bỏ đàn ông là không có phải chê già. 72 mà nó còn lấy được 27 mà. Sao già được? Vợ của ông bỏ ông là tại ông xấu. Má chê tôi xấu? Dạ.
mà bà bỏ tôi, bà lấy thằng này hả? Ông này là không có xấu à. Ông này là trong mắt tôi, ông thuộc cái thành phần gớm. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Trời ơi, cái nhan sắc của tôi là phải nhìn kỹ nó mới lòi ra. Tôi không biết ai có nhìn lòi ra không, chứ tôi vừa mới nói là nguyên bệnh viện vỗ tay, ta khỏi vô nước biển luôn. Không, anh bình tĩnh đi. Đó là con mắt của tôi thôi. Còn cái gu của vợ anh, ông chừng cái mắt của ba khác. Nhìn anh thấy có cái gì đó lạ hoặc là độc. Đó. Dạ. Luật sư nói chuyện như vậy tôi chịu. Yeah. Dạ. Nè luật sư ơi, nhưng mà bữa nay luật sư mời tụi tôi tới đó là cái gì, gặp bả đó là cái gì vậy? Dạ, dạ. Tôi không có thời gian. Dạ, rồi rồi. Tôi nhận được cái thơ mời của luật sư, tôi tưởng có thưa kiện gì cho nên tôi mới tới đó. Dạ. Tôi cũng vậy. À, vô vấn đề ha. Ai là Trần Trung Thực? Tôi tên là Trần Trung Thực chứ không phải Trung Thực. Dạ. Xin lỗi, vậy tên nó không có dấu. À, tôi xin lỗi, nhưng mà nhìn cái tướng ông thấy trúng thật hơn là trung thật. Bà nói hồi bà trúng gió đó nha. À, xin lỗi. À, ông lấy bà được 3 năm 9 tháng 6 ngày. Đúng. Ông ở Võ Bình Định. Yeah. Ông lấy bà được 2 năm 7 tháng 6 ngày. Yeah. Bà này tới ngày thứ 6 là bà bỏ chồng rồi ha. À, ông trúng thật. Ê, trung thật. Ông làm nghề gì ạ? Tôi làm ở trong ngành giao thông á. Ê, nãy giờ không biết. Dạ, xin lỗi ông, chắc cũng giám đốc công ty điều hành giao thông vận tải. Dạ, xin lỗi ông. Dạ. Không phải, tôi là tài xế taxi Uber. Thì nói mày nó là tài xế Uber đi. Còn mày đặt cái trong ngành giao thông. Đó chỉ là nghề tay trái của tôi thôi. Dạ, vậy còn nghề tay phải ạ? Giao pizza. Bị xỉn hả? Dạ không, này trúng gió. À, ông Võ Bình Định. Dạ, xin chào võ sư. Yeah. Hi, 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 hi. Tôi đẻ ra ở Bình Định. Hồi nhỏ đi học thường hay bị ăn hiếp, cho nên lúc qua Mỹ vô quốc tịch đổi tên Võ Bình Định. Oh. Đặng hù người ta thôi, chứ đâu biết võ con mẹ gì. Trời ơi. Mà nè, bà đến đây làm gì tự nhiên rồi cha hỏi nghề nghiệp tụi tôi là làm sao? À, tôi chỉ làm theo ý của bà Trầm Hương thôi. Bà muốn biết khả năng của tụi ông để giao việc. Giao công việc gì? Tụi tôi đâu có còn là chồng của bà đâu mà giao cái gì? Bà đâu rồi? Ờ, bỏ nhau lâu rồi mà còn nghĩ đến chuyện sai khiến nữa chứ. Nè, bà đâu rồi? Bà đâu rồi? Bà đâu? Bình bà đâu rồi? Kêu bà ra đây gặp tôi đi. Bà trong nhà xác á. Cái gì? Không phải. Bà ở trong nhà tái khám, trong phòng tái khám. Trong lúc tái khám thì muốn chúng tôi truyền bà đạt cái mục đích để biết để giao việc cho các ông, có khả năng của ông tới thế nào. Ừ, đích của bà là cái gì? Luật sư nói lẹ đi, tôi không có nhiều thời gian. Đúng xe rồi. Uber của tôi đang đậu chỗ cấm. Mục đích là cái gì? Nói đi, chứ tôi còn cả trăm cái giao dịch để làm. Tôi nói thiệt, tôi là vì tình xưa nghĩa cũ tôi mới tới đây nè. Dạ, thì bà Trầm Hương cũng vì tình xưa nghĩa cũ mới mời hai ông tới đây. Tình xưa nghĩa cũ thì hẹn cái chỗ nào cho nó lãng mạn, tự nhiên đưa vô bệnh viện cái chỗ lặng xe. Hai ông nghe đây, bà Trầm Hương bị ung thư. I don't care. Bà bỏ tôi là bà ung thư đúng rồi. Bà làm chemo 3 lần rồi, nhưng kết quả không khả quan cho lắm. Bác sĩ nói là chắc khoảng 3 tháng bà sẽ đi về nơi xa. Đi về nơi xa là đi đâu? Ông đã dở dở mà còn dốt văn nữa. Đi về nơi xa là người ta mất đó. Chết đó hả? Nó mẹ nó chết đi. Trời ơi, còn bày đặt văn với chương. Thì bởi bà biết bà sắp chết cho nên mới mời tụi ông. Nè, bác sĩ còn bó tay, kêu tụi tôi tới làm cái gì? Bó chiếu hả? Đúng, bó chiếu thì kêu nhà hoàng, chứ kêu tụi tôi làm gì? Nè, bó chiếu thì gì? Ông hưởng bà đầu tiên, ông có đem lo cho bà nha. Tôi đi về. Dẹp mày. Người ta nói đấy, nhà giàu út nhờ mà nghèo út chịu. Mày là chồng chót ha, ở lại bao đi mày. Làm sao ông ở lại đi. Này 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 này, đây là cái bệnh viện không phải cái nhà quàn. Các ông đã nói cho đàng hoàng nghe chưa? Ông đi về đi, để beautiful doctor tôi lo. Bonjour doctor. Bác sĩ ít khi nào bắt tay lắm, vì sợ nhiều vi trùng. Mời ông ngồi. Ông kia nữa, ngồi luôn.
Mà cho tôi hỏi, ở đây ai là thân nhân của bà Nguyễn Thị Trầm Hương? Ở đây không ai là thân nhân của bà, tôi là luật sư đại diện của bà. Ồ, chào bà. Dạ, chào bà. Đây là hai ông chồng cũ của bà. Hả? Cả hai ông đều là chồng cũ hả? À? Cũ thôi mà, có cần nhấn mạnh gì không? Hai ông này cũ, mà ông này cũ hơn. Bà bỏ ông này trước, tại vì ông già. Chắc hết sức rồi. Rồi sau đó bỏ ông này luôn vì ông trẻ. Chắc tại dai sức quá không chịu được. Bà Trầm Hương có bỏ hai ông này tôi chả có gì ngạc nhiên cả. Tôi thấy cái đó không có quan trọng. Quan trọng là tại sao cái bệnh viện này lại mướn bác sĩ trẻ đẹp như vậy. Trời ơi, nhìn cái làn da tao nói trắng miệng như da bé vậy. Nhờ tôi dùng Chubi Skincare, trắng da, chống nám, chống lão hóa, là sức mạnh và cho sự tự tin mãnh liệt của phụ nữ. Cảm ơn. Ông bị điên nhìn hả? Bác sĩ trẻ đẹp cái tôi muốn bệnh luôn vậy à. Ông muốn bệnh chứ gì? Đây là cái bệnh viện dành cho bệnh nhân ung thư thời kỳ cuối. Cho nên bệnh viện này chỉ tuyển bác sĩ không cần giỏi, chỉ cần đẹp. Không nhận. Cái bệnh viện này sáng suốt dễ sợ luôn. Đưa ra cái policy tôi chịu hết sức luôn vậy. Đúng. Trước khi mình chết, mình nhìn bác sĩ trẻ đẹp nó cũng khoái khoái. Cái chết gì gái là cái chết thoải mái. Không thoải mái nổi đâu ông ơi. Đấy là ông chưa bị ung thư thời kỳ cuối sắp chết thôi. Chứ bây giờ ông thử bị xem, ông nhìn tôi xem ông có ham muốn nổi không. Ông nhìn cái gì đấy? Lê phải không? Cái gì đấy? Lê. Cái này đâu phải lê. Dưa hấu. Kêu kêu. Anh nói nhớ nhăng à. Gì vậy ông nội? Thì mày chỉ cái gì vậy? Tôi chỉ cái bản tên nè. Dr. Lê. Ai biết mà chỉ đúng chỗ. Luật sư kiện không? Kiện hai ông này không? Tôi làm luôn. Kiện cái gì? Gì? Tôi nhớ tên bác sĩ rồi. Dr. Lê. Kể từ hôm nay Lê làm ở chỗ nào tôi cũng lết đến chỗ đó để chữa bệnh. À, sắp tới tôi chuyển qua khoa tâm thần đấy. Hy vọng gặp ông ở bên ấy nhé. Qua bên đi tâm thần. Cười gì ông nội? Bác sĩ ta vui tánh, ta nói chơi như vậy chứ bộ. Biết gì hết trơn à. Bác sĩ, hồi đó giờ tôi lười khám tổng quát lắm. Ông ấy hôm nay bác sĩ giúp tôi khám tổng quát được không? Được. Muốn khám tổng quát thì phải cởi hết quần áo ra, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Cởi hết quần áo luôn. Đúng, 100... Cái gì đấy? Ông định cởi thật đấy à? Ông mà khỏa thân ra, ông không thấy ngượng. Nhưng mà tôi á, khiếp lắm. Tôi ói ngay tại chỗ ngay. Thôi nhá, tôi không có thời gian ở đây để tầm sàm với hai ông nghe chưa? Luyên thoa luyên thuyên, vớ va vớ vẩn. Tôi nói cho hai ông biết là 5 phút nữa tôi cần một người nhà lên đón bà Nguyễn Thị Trầm Hương xuống để chờ kết quả. Sốt hết cả ruột. Thần kinh. Bác sĩ! Bác sĩ! Đây rồi! Cái gì vậy bố? Gì? Bố ra. Trời ơi, ông kéo kéo nó đứt cái gì lưng cái nó tuột cái quần xuống. Bác sĩ đè tôi xuống khám bây giờ. Con khỉ. Bác sĩ, luật sư ta đang nói chuyện ở đây. Ta không có thì giờ rồi còn mà đặt thả dê không đúng lúc. Thả dê không đúng lúc nó không thành vấn đề. Mà thả dê không đúng chỗ. Nghĩ làm sao vậy? Ông có gương sao không? Chút tôi cho ông mượn không sao? Giá gì vợ bỏ rồi mà còn tự tin. Ông vô ông hửi thử cái ngón chân của bà bác sĩ của bà cho chưa mà nhau nhau lên vậy. Hai người không biết gì hết á. Gì? Mình không thử làm sao mình biết. Người Mỹ người ta có câu, mình không mua vé số, làm sao mình trúng số. Mình không ứng cử làm sao đắc cử. Có ai tin là ông Donald Trump lên đắc cử làm tổng thống không? Đúng không? Đó. Yeah, thấy chưa ông á. Bình dân người ta cũng nói vậy kia kìa. You don't try, you don't know. Ông nói tiếng Anh đó hả? Chắc vậy á. Tưởng ông nói tiếng Thái không? Trời ơi, nói tiếng bồi quá, bớt nói cho nó lành. Mời mấy ông ngồi. Ngồi gì hết á. Bây giờ nè, bà nói cho tôi biết đi. Bà Trầm Hương kêu tụi tôi đến đây làm cái gì? Bà bệnh sắp chết. Mà người xưa có câu á, con chim sắp chết kêu tiếng bi ai, con người sắp chết nói lời nói phải. Tôi chắc là bà đã hối hận vì bỏ hai đứa tụi tôi, cho nên bữa nay mời tụi tôi tới để xin lỗi. Bỏ hai ông mừng gần chết ở đó kêu lại xin lỗi. Bà muốn biết khả năng của các ông. Tại vì bà bị bệnh bất ngờ, cho nên sẽ giao lại việc kinh doanh cũng như là business của bà. Cái gì?
Gì? Quản lý kinh doanh hả? Trời ơi, 3 năm trước lúc mà bà bỏ tôi á, bà còn ăn que phe thế bà. Giờ đâu nhìn ra kinh doanh. Nè, bà Trầm Hương, bà luật sư, bà nói với bà Trầm Hương ha, có cái kinh doanh gì đó giao cho ông nội này ông làm nha. Chứ còn tôi là tôi có cái business riêng của tôi rồi. Gặp tên tôi ra. Ok, đó là ý nguyện của ông, tôi sẽ viết xuống đây để báo lại với bà. Luật sư ơi. Dạ. Nói cho tôi biết là business của bà là business gì mà phải cần tụi tôi tiếp tục quản lý. Dạ. Ông ngồi xuống đi. Bà Trầm Hương á, bà không có gì nhiều. Bà chỉ có một cái plaza. Người Việt mình á, thường gọi là thương xá, gồm 28 unit mà không có bỏ trống một unit nào. Bà cho mướn một tháng thu về ít nhất là 84.000 đô. What? 84.000. 84,000. Ngậm miệng lại để rùi vô bây giờ. Ngồi xuống. Ông bình tĩnh đi. 84.000 đô. 84 nhân 12 tô đồ. Tổng cộng 1 năm 1,008,000. Bình tĩnh đi. Các ông mà muốn không giữ lại đó thì có quyền bán. Giá hiện thời bây giờ nó là 11 triệu đô. Thúi quá tỉnh luôn. 11 triệu hả? 11 triệu đô nếu bán liền. 11 triệu. 11 triệu. Dạ. 11 triệu. 11 triệu. Tôi đang tỉnh hay mơ? Trời ơi. Đau không? Đau. Mày đang tỉnh đó. Mà mấy ông bình tĩnh đi. Có phải của ông đâu mà mơ. Bình tĩnh. Bây giờ mấy ông ngồi xuống. Ngồi xuống. Tôi đề nghị mấy ông ngồi xuống. Chứ đây người ta cấp cứu hai người không có kịp đâu. Ngồi xuống đi. Và bây giờ nghe đây. Bà Trầm Hương còn hai căn biệt thự, còn tài khoản ngân hàng, tất cả đều do thân phụ của bà ấy để lại. Thân phụ của bà ấy đã mất cách đây 2 năm cũng do bệnh ung thư. Bây giờ ý nguyện của thân phụ cũng như ý nguyện của bà Trầm Hương đều muốn giữ lại toàn bộ gia tài đó, chỉ giao cho một người xứng đáng mà thôi. Và phải lưu truyền lại mãi mãi về sau. Bà sẽ cho xây một tấm bảng thật lớn để treo trước cửa của thương xá với ba chữ Trầm Hương Center. Cái gì vậy? Bình tĩnh đi ông. Bình tĩnh. Trời ơi, làm chủ một cái thương xá. Dạ. Trị giá 11 triệu. Dạ. Mỗi tháng thu nhập 84.000. Bình tĩnh không? Mà sao em nỡ dội chết đi? Việt Hương ơi. Cái gì vậy? Việt Hương gì đây, cái bà đó tên Trầm Hương. Xin lỗi, coi hài gì quá tôi nhảm. Trời ơi. Trầm Hương ơi. Đúng rồi Trầm Hương. Anh đau lòng lắm. Bây giờ em để lại hết tài sản cho anh. Anh xài tiền của em mà anh cũng không có vui. Nín ngay. Lúc này không phải lúc khóc. Đúng, 11 triệu là phải vui chứ. Nín luôn. Lúc này không phải có cười. Cái gì mà khó quá vậy? Khóc cũng không được, cười cũng không cho. Em muốn tôi sống sao? Ông nhiễm đĩa Thúy Nga lắm rồi nha. Giờ này ông còn Minh Tuyết ở đây nữa, muốn sống sao nữa hả? Không. Bây giờ mấy ông quyết định rất là nghiêm trọng cho mấy ông đây. Luật sư à, tôi tuy nghèo nhưng tôi không có tham tiền. Đứng dậy tao biểu. Cái gì? Ở đây. Giờ tao tính gì? Tính sao? Cái thương xá 11 triệu. Cộng thêm cái biệt thự với tài khoản ngân hàng, ít nhất cũng phải khoảng 3 triệu. Tổng cộng là 14 triệu. Tao không có lấy hết. Chia đôi, mỗi đứa 7 triệu, mày thấy sao? 7? Tôi cũng phải là người tham tiền.
Ê, nhưng mà còn cái tiền bảo hiểm nhân thọ sao ông? Mấy người giàu có người ta hay mua bảo hiểm nhân thọ lắm. Bèo bèo cũng phải 6 triệu nữa. Cộng vô là 20 triệu. Chia đôi lặng đứa 10 triệu. Ông làm ăn mộng tính vậy chết tôi rồi. Luật sư nó ăn hết. Luật sư à, còn cái tiền bảo hiểm nhân thọ của bà Trầm Hương đó, nhưng mà mấy cái thứ lẻ tẻ đó tôi không cần. Gia cho tôi cái plaza 11 triệu là đủ rồi. Đấy, cái gì ông nội? Mày làm gì vậy? Chi đâu cái tự nhiên làm mày nhai nút mình ông nhiều người. Chi đâu cái gì chứ? Mày tính sao mày? Ông bình tĩnh đi. Chưa có chi cho ai đâu. Bà Trầm Hương mới hỏi thôi. Và nên nhớ là bà nói bà chỉ giao cho một người mà thôi. Với cái tính khí của hai ông mà giao cho hai ông trong vòng 24 tiếng đồng hồ thôi là mấy ông giết nhau để chia của bà rồi. Và bà ấy sẽ giao cho cái người xứng đáng nhất. Nãy giờ tôi cũng lưu hết lại đây rồi. Biết ai là người xứng đáng? Bà Trầm Hương sẽ biết người nào là người xứng đáng. Bà sẽ giao toàn bộ gia tài của bà cho người đó. Và đặc biệt là giao lại cái thương xá Trầm Hương Center. Thương xá mà làm như tịnh xá gì? Chuồn quá. Còn ai xứng đáng nữa? Ông, hồi đó giờ là ông cứ làm công thôi, chưa có làm chủ, đứng qua bên. Luật sư. Dạ. Luật sư nói với bà Trầm Hương, ừ, người vợ yêu dấu của tôi đó, ừ, là tôi có kinh nghiệm điều hành. Ồ. Tôi có khả năng khuyến mãi. Ồ. Cái gì buôn bán là tôi có kinh nghiệm dữ lắm. Dạ. Tại vì tôi có business riêng mà. Ồ, cái business của ông là cái gì? Tôi bán nước mía. À, thì ra cái xe nước mía trước cổng chợ Bonsa là của mày đó hả? Trời ơi, chỗ đó bán ế bùi rùi bu đầy. Bữa nọ bán một tặng một tuần ngày rồi tôi uống về đó bụng thấy mẹ luôn. Ông nói đó lần sau tôi bán cái ly cho uống căm họng luôn á. À, bà Trầm Hương. Ơ. Đây, 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 ờ, bà ngồi đây bà nghỉ. À, tục tưng, tục tưng, tục tưng. Vợ yêu, vợ yêu của anh. Ơi. Trời ơi, anh nhớ em quá. Trời ơi, bệnh sắp chế mà sao da đẹp dữ vậy? Người đấy. Đẹp quá. Bà vui rồi nhá, bà có đến hai ông chồng cũ đến chúc mừng bà, làm cho bà vui đấy. Thế là thăm nuôi bà thế là được rồi. Thôi tôi chúc mừng cho bà, 5 phút nữa tôi xuống rồi tôi đưa kết quả. Ôi dồi, trông gớm quá kìa khiếp. Eo ơi, sao tôi càng nhìn tôi càng thấy hai ông chồng của bà nó cũng giống như là bị sao nhỉ? Dở hơi cắm lợn ấy. Không phải đâu, nó nặng hơn một tí. Giống như là đang đi giữa đường xong bị ẩm một cái gì rơi vào đầu xong không bao giờ lành lại được nữa. Kinh lắm, khiếp rồi. Phạt ói. Nhìn gì mà nhìn. Ghê quá rồi. Kinh. Ê, vậy từng đứa một, tao là chồng trước, tao phải nói chuyện trước, còn mày đi ra hành lang chờ chừng nào tao kêu vô mới được vô. Ông là chồng trước nhưng Trầm Hương thương tôi hơn, đúng không vợ yêu? Bỏ đi, nhìn thấy mà gớm không? Bả là bả bỏ hai ông rồi, quan trọng là bây giờ nghe bà Trầm Hương nói. Mời bà. Em không có bỏ ai hết. Tại hai anh chưa biết, ba má em rất là giàu có đó mà. Hồi lúc em lấy anh, má em từ em. Rồi lúc em lấy anh, ba em cũng từ em luôn. Cãi lời cha mẹ, ham chồng quá cho nên em mới trắng tay nè. Em đừng nói nữa, anh hiểu mà. Chỉ vì chữ hiếu mà em đành phải bỏ cả hai đứa tụi anh để trở về với cha mẹ, đúng không? Không, em không có gì chữ hiếu. Mà tại vì hai anh không có làm ra tiền, còn em không có quen cảnh sống nghèo nàn. Em à, anh nhớ mà, hồi đó nghèo đó, rồi em muốn đi sửa ngực, bác sĩ đòi 6,000 mà anh chỉ có 3,000 thôi. Anh mới kêu em đi sửa trước một bên đó. Rồi một năm sau anh có tiền, anh mới đưa cho em sửa thêm cái phần bên là kia còn lại đó. Anh thiệt là kỳ khôi quá đi. Ừ? Em bỏ anh rồi, anh đừng có giận em nha. Nói thiệt, mấy năm nay anh giận em hết sức. Nhưng mà giận không phải là vì em bỏ anh, mà vì em lấy cái thằng chồng sao xấu trai hơn anh. Đó là duyên phận. Phận là con gái, chưa một lần yêu ai. Nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài. Ừ? Cho nên đời em không có lấy được chồng đẹp trai. Hồi lúc em lấy anh đó, má em bà nói, tại sao mày lấy cái thằng chồng già hơn tao vậy mày? Rồi má em bà từ em. Bây giờ má em chết rồi, em không muốn nhắc lại chuyện này nữa.
Anh à, hôm nay em kêu hai anh tới đây là để bàn cái chuyện để lại gia tài. Em đừng nhắc ba cái chuyện gia tài nữa. Ha? Thương xá biệt thự tài sản ngân hàng gì đó nha. Ba cái bảo hiểm nhân thọ của em đó, anh không ham. Anh chạy Uber dư xài mà. Em muốn giao gia tài lại cho ai là tùy em. Nhưng anh chỉ nhắc em, chỉ có anh là người xứng đáng được hưởng cái gia tài đó. Vì sao? Vì lúc anh gặp em, anh còn là trai tơ. Bởi vì em là mối tình đầu của em. Anh là người đầu tiên đến với em, và cũng sẽ là người cuối cùng lái Uber chở quan tài em ra nghĩa địa. Anh đã hy sinh cả đời trai cho em. Bởi vậy đời em mới xui nè. Ra đi. Gì? Còn người ông á, ông tham tiền vừa phải thôi. Ông thấy không, Trầm Hương bệnh như vậy, ông không có lo chăm sóc hỏi han, cứ lo gia tài gia tài. Mày ngu quá, không nói lẹ đủ Barbie cô ma sao? Trầm Hương, chỉ có anh thôi. Lúc nào anh cũng nhớ tới em. Hình bóng em luôn lởn vởn trong óc anh. Em biết không, ngày đêm anh thầm gọi tên em. Hương, anh gọi tên em trong quốc ngàn nỗi nhớ. Gọi tên em, gọi mãi không nguôi. Anh gọi tên Hương, mịt mù trong gió lòng. Gọi thầm nỗi nhớ bâng khuâng. Hương, trời ơi, hát dở ẹt mà hát hoài. Hép. Cái gì? Hép. Tên là Hương chứ phải heo mày. Tôi biết bà tên Hương mà tôi giờ bẻ kéo tôi dậy con nọ. Giờ bẻ rồi, giờ bẻ kéo lên. Hương ơi Hương, Có lẽ đây là lần gặp gỡ sau cùng. Hả? À, trời, hôm qua tới nửa đời hưng phấn luôn rồi. Anh nói với em, chuyện gia tài em cứ cất lại đi. Anh không có tham, anh cũng không có thèm. Anh chỉ cần có em. Em biết đó, từ ngày em bỏ anh, anh có lấy ai đâu. Bởi không có ai thèm lấy anh. Ngồi vậy, cái tướng như con heo nọc mà cứ ngã ra hoài à. Nhìn thấy gớm à. Ông làm một hồi khi ông đi quay rồi bỏ là bàn thờ cúng bây giờ nha. Mấy ông làm quá. Xin lỗi bà, tôi đã được chứng kiến nhiều cuộc tình lắm rồi, mà lần đầu tiên tôi mới thấy một cái cặp ông xã của bà mà tráo trở như vậy. Từ đó tới giờ tôi mê Nguyễn Hưng lắm. Tôi nghĩ là ông hát cái bài Hương đó là dành riêng cho tôi. Bắt đầu từ ngày hôm nay tôi sẽ bỏ nghe cái bài này. Sau khi cha nội này hát, ông hát có một câu mà sáo tông luôn trời. Ờ bà ơi, tôi xin phép bà tôi về văn phòng. Tôi sẽ lấy cái con mộc, dấu mộc qua đây. Đây là tờ di chúc của tôi đã phát thảo sẵn. Bà cứ nghĩ là một trong hai ông, ông nào xứng đáng bà ghi tên. Tôi sẽ quay lại đóng mộc cho bà. Cảm ơn luật sư rất nhiều. Dạ. Theo ý luật sư, hai ông chồng của tôi sẽ để tài sản lại cho ai? Ôi, tôi mà có hai ông chồng này hả, việc trước tiên là tôi bán sạch tài sản rồi hiến tặng cho hội bạn người cùi. À, cái gì vậy? Tự nhiên cái người cái cùi là cùi cái gì? Hai anh nghe em đọc nè. Đọc đẹp. Tôi tên là Nguyễn Thị Trầm Hương. Cái gì đây? Bà cái chúc chúc chúc. Em có chết rồi mày biết gì chúc. Nãy giờ anh gặp em, anh bối rối quá, anh xúc động quá, anh không có nhớ ra. Em bị ung thư mà, ung thư làm sao chết được. Đây, Sugoi Fukudan. Có rất nhiều loại Fukudan, nhưng tôi chỉ mua Sugoi Fukudan tại trung tâm Thúy Nga. Thần dược Nhật Bản, làm các tế bào ung thư tự hủy diệt. Uống liền đi em. Anh ơi,
Em bệnh nặng lắm rồi, không biết Fucadan có giúp ích gì được hay không nữa. Bình thường, một ngày mình uống 3 viên. Em nặng quá, chơi 30 viên đi. Không, em đuốt luôn cái chai đi. Ung thư nào mà chịu nổi em. Anh ơi, anh biết em bệnh nặng, mà anh mua Fucadan đem tới cho em, em thật là xúc động. Anh ơi, cái chai này nuốt làm sao vậy anh? Khó quá, bỏ qua đi. Mình uống bình thường thôi em. À, cái loại này tốt lắm, có 350 đô một chai à. Anh thiệt là chu đáo quá đi. Chu đáo mẹ gì? Trời ơi, cái này nó đâu có mua. Cái gì vậy? Cái thuốc fan ca đu này là nó bán. Cái gì fan ca đu không nội? Thì mày mới nói Super E Fucadan. Fucadan fan ca đu gì có u được rồi mày. Đây nè, thằng này nó bán dạo. Trong tối nó lúc nào cũng có mấy chai. Đây nè. Cái gì vậy? Ở ngoài cướp xe nó còn mấy thùng ở ngoài đó. Chơi bị ổi. Bị ổi con khỉ. Mày giả dối. Em à, chỉ có mình anh là thiệt thà. Đúng cái tên Trần Trung Thực. Em cứ giao hết gia tài cho anh đi. Sau khi em chết, anh cam kết sẽ dành nửa phần gia tài để làm một đám ma hoành tráng cho em. Không sao đó, em đừng có nghe ổng. Đi. Ông sao đó em. Nghe lời anh, một lời cuối thôi. Dù em có để lại gia tài cho anh hay không, không quan trọng. Anh vẫn tặng Suvi Fucodan cho em uống miễn phí mà. Em cảm ơn anh. Anh rất là rộng rãi. Rộng mẹ gì? Nó mua được giá sỉ thôi. Sỉ lẻ cũng là tiền chứ không? Chủ yếu là tấm lòng của anh đúng không em? Đúng không em? Tấm lòng của anh đúng không? Chờ anh chút xíu. Nè, ra. Gì? Con mẹ này bây giờ bà uống thuốc nhiều quá bà khùng rồi. Hồi xưa bà đâu có nói cái giọng phim bộ đó. Ờ đúng rồi, đúng rồi. Bây giờ tôi tính như vậy, như hồi nãy mình bàn. Bà nói gì kệ mẹ bà đi. Mình cứ cam kết với nhau, tài sản bà để lại đưa cho hai thằng, thằng nào cũng được. Mình chia đôi. Cái ung thư giỏi lắm, 3 tháng là bà chết queo rồi. Đúng không? Lúc đó mình bán luôn cái thương xá, mình cứ đôi. Mày công nhận mặt xấu mà ốc sáng. Quyết định vậy đi. Yeah. Em à, nè, bây giờ tụi anh tính như vậy nè. Là bà Trần Hương. Bà Trần Hương, tôi phải chạy như bay xuống đây để tôi thông báo cho bà một tin rất là quan trọng đối với bà. Chuyện gì vậy bác sĩ? Trời ơi, sung sướng không có gì bằng. Tôi không bị bệnh mà tôi nghe một cái tôi còn bay lên tận trời cao. Huống chi là bà. Tôi đảm bảo bà ngồi yên trong cái ghế này là bà sẽ bắn một cái ra đằng kia ngay. Khi bà nghe tin này, cái loại thuốc mà bà ký nhận và thử nghiệm trong tuần vừa rồi, bây giờ nó đã có kết quả. Và cái cục, à không phải, cái cục, cái u đó, cái cục u trong đầu của bà đó, nó đã dần dần teo hết và bà sẽ dần dần hoàn toàn khỏi bệnh. Chúc mừng bà. Thiệt không bác sĩ? Bà sẽ khỏi bệnh. Thiệt không? Yeah. Trời ơi, cảm ơn trời Phật. Bà... cảm ơn trời Phật, chỉ là tôi đâu có bệnh nữa. Tôi sẽ hết bệnh phải không bác sĩ? Đúng. Trời ơi bác sĩ ơi, sao bác sĩ giỏi quá vậy? Tự nhiên tôi nghe bây giờ tôi đi được luôn rồi nè. Đấy. Bác sĩ ơi, thiệt vậy đó hả? Tinh thần thấy quan chưa? Trọng lắm. Vâng. Trời ơi, cảm ơn trời Phật. Thử bao nhiêu thuốc, làm bao nhiêu kim môn cũng không hết. Rồi ông thầy bùa, ông bán cho tôi một lá bùa 1,000 đô, tôi đeo lỡ lưng quần luôn. Lỡ là tại vì là lười tắm hay gì không lấy ra đâu. Phải, tại vì tôi đeo để coi nó có linh nghiệm hơn, sắp chết rồi mà sợ, bác sĩ không? Bây giờ tôi không ngờ chứ. Là thuốc nó thần nghèo như vậy, cảm ơn bác sĩ rất vâng. là nhiều. Tôi mừng quá, chúc mừng bà, chúc mừng bà, vâng. Quá là sung sướng rồi, cái gì đấy? Bác sĩ, nói vậy là vợ tôi không chết nữa hả? Chết làm sao được mà chết? Sao vậy? Ủa mà bác sĩ, sao mà lành bệnh hay vậy? Thế có vẻ không vui à? Vui gì nổi, bà hết bệnh là tụi tôi bệnh đó. Tào lao tào. Đúng rồi, suýt nữa chút xíu ông gì nữa là thành triệu phú rồi. Tự nhiên bây giờ bị tuột khỏi tay, tiếc chứ. Ôi ông ơi, đó, người ta có số có phần hết cả rồi, các ông cũng thế thôi. Bà Trầm Hương ơi, nói vậy là bác sĩ nói là bà. Luật sư ơi. Sao sao?
bệnh của tôi sắp khỏi rồi. Ôi, dạ. Rất là mừng bà. Vậy là những cái chuyện mà coi như là mấy cái chuyện mà tôi nhờ luật sư á, Di Chúc là Di Chúc bỏ qua đóng hồ sơ này. Dạ, đóng hồ sơ chúc đi, mừng bà nữa. Chúc mừng bà. Là bà mời hai ông này đến đây để viết Di Chúc á hả? Đúng rồi. Dạ. Vậy là tôi đóng hồ sơ ha. Đóng hồ sơ chúc đi. Mừng bà. Rồi. Ủa vậy. Ủa nó nghe nè. Ôi về. Về cái gì nữa? À, tôi thấy người ta đang cẩu cái xe Uber của ai ngoại á. Cái gì? Lăn đó lẹ. Đã lại xe lăn cho bệnh viện, xe lăn bệnh viện lấy. À quên quên xin lỗi bác sĩ. Lẹ đây nó cẩu rồi. À còn ông ơi, à, bán nước mía phải không? Về bán thêm nước dừa đi. Ông có cái bàn nạo tốt quá mà. Gán đi. Gán về bán. Tầm sáng. Gán bán đi, khi nào đủ 1 triệu tới thông báo. Này 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 này. Từ hồi sáng tới giờ đứng đây cho giữ, không có một đồng xu nào hết. Trời ơi, tôi ở nhà tôi bán được 100 ly nước mía rồi. Đi về. Này có nè. Gọi từ cái gì đấy à? Nhà quản ở cái thì cancel đi nhá, không cần cancel dùng nữa đâu nha. Em, mấy cái vụ ung thư này nó có chữa khỏi, giỏi lắm là cũng 5 năm nó tái phát. Nếu 5 năm sau có gì nhớ gọi tụi anh đến chia tài sản nha. Thôi, em nghe lời luật sư rồi. Chừng nào mà ung thư tái phát đó, em sẽ bán hết tài sản cho hội người cùi. Phải không luật sư? Thôi, chồng cũ không cho, cứ cho người cùi. Nghe xong cái muốn cùi luôn vậy. Thôi đi, ông á, ông làm quá lắm nha. Tôi từ đó tới giờ tôi thấy biết bao nhiêu cái người chồng là tôi làm biết bao nhiêu vụ mà tôi chưa bao giờ thấy cái người nào mà kinh tởm với ông này đó. Trời ơi, bà đẹp đẽ quá mà. Lấy làm chi cái thứ cô hồn cát đảng vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy bà? Luật sư ơi, vợ chồng là duyên số. Không có ai dỗ ngực xưng tên là mình khéo chọn vợ hay là khéo chọn chồng. Cho nên, như luật sư nè, xinh đẹp, thông minh như vậy, hình như là chưa có chồng phải không? Ủa? Ê, ê hả? Để tôi về nâng khăn sữa tưới cho bên ấy. Mày ơi, thời bây giờ làm gì có khăn đâu mà đâm. Celine Hà, về với anh đi. Anh sẽ bán Uber để lăn xe em thành Celerion. Trời ơi. Thôi. Nè nè, hai ông nội, tôi có ế suốt đời cũng không bao giờ dám lấy hai ông về đâu. Bỏ mộng đi nghe chưa. Ê, gớm. Này, tôi bảo hai ông ở đây làm cái thiết sự gì nữa. Đi về đi. Giờ hơi, biết bơi. Bơi bướm nó còn bơi ngửa. Trời ơi. Đi về. Hãy trả lại sự bình yên cho chúng tôi và để cho những phụ nữ quyền lực xinh đẹp như chúng tôi chào khán giả và trả lại sự bình yên cho các bệnh viện này. Cảm ơn. Xin chào. Đánh như là nhạc đám ma mà ngày nào cũng đánh. Chiều chiều trên bến vẫn lâu mà ai ngồi ai câu ai sầu ai thạm, ai thương ai cả mà ai nhớ ai mong thuyền. Ai ai cái gì nhấc lên nhấc. Chuyện chi rồi mù. Đứng lên. Mày ngồi một chỗ thì bè ghế nó bẹp một chỗ thôi. Mày nhích qua nhích lại mòn nguyên cả cái ghế của tao. Mày nên nhớ là đây. Mày nên nhớ cái ghế này tao mua là tao tính đến đời cháu nội tao á. Ngồi nó mới mòn. Mà mày ngồi như này là giảm thọ cái ghế của tao còn gì nữa. Chú con cha mù ơi mù nói chí nghe buồn cười quá. Mù nói như gì? Rí mà còn trinh nguyên mà lo chí chậu nồi chậu ngoài. Mệt quá à, lo xa quá làm mất cái nguồn cảm hứng của em rồi. Em phải đàn tiếp đây. Mày ngồi nhích ra tí đi. Ngồi ở đây thứ bảy chủ nhật mà hai đứa nhà em đi chơi đâu ế độ hả em? Bởi em ế độ khi nào đâu. Quá như em buồn là em ra vườn nghe em ngắm trăng nha. Em làm thơ rồi em ăn hồ vịt luồn rồi chị. Con này thế mà nó tính kỹ nhá. Ngồi nhà chắc ăn đỡ tốn tiền. Nói thật thời buổi này á, bạn tí là xỉa tiền ra. Xót hết cả ruột. Mà nói thật, chả biết bọn đàn ông chết tiệt nó biến thành nào hết không biết. Để ba đứa chúng mình ngồi cứ mốc lên, chả có ma nào đến hỏi. Ê, giỡn hoài nghe. Hai đứa bay mốc chứ tao không có mốc mà nghe. Sao? Chị ơi, nói
đến một em mới buồn cho thân em đi chị. 22 mùa lạ rùng rồi mà chưa có thằng đàn ông nó rờ vào vai em hết đó. Buồn ơi, hả? Mẹ ơi, mày nói ai 22 mùa lá rụng con hoa kia? Thì em đi chứ còn ai nữa. Mày chạy ra mày soi gương cho tao đi. Ôi giời, cái mặt già khú đế cái nhăn nhúm như thế kia mà lúc nào 10 năm nay ai hỏi cũng nói là em chỉ có 22 mùa lá rụng. Sợi, mày đi ngược thời gian à? Anh ấy hay là người hành tinh khác? Mù ơi, sao mà mù xài cái chi mà cũng tính kỳ càng. Mà riêng tuổi em mù xài sáng dựng rửa. Chú trai nói 22 tuổi mà còn ngồi không chứ trí nè. Là người ta cười vào mặt em rồi. Nói là 40 tuổi mà phong không chiếc bỏng chứ trí là ột dột lắm. Em giảm nói đâu. Trời mà em nói tiệc nha, em đã thủ thật cáo sổ tiệc đó. Sao? Từ hồi đi học đến bây giờ đó. Sao cưng? Trời ơi, không ai được đụng vào em để làm răng chì. Ôi vậy hả? Không. Mà mày nói từ hồi bé giờ chưa ai đụng vào người mày hả? Dạ. Vậy là mày ế sưng ế xỉa, ế trỏng gọng ra rồi. Mà ế như thế là giống tao. Ờ không ạ, à, không mà em không có giọng chì mố nghe. Em quên kể cho mẹ chì nghe nè. Sao sao sao? Năm 17 tuổi đó em có một tình yêu. Có. Chú trai anh là đẹp trai vô cùng nghe. Trí thức vô cùng. Chú trai, tình yêu của em là một tình yêu tha thiết, một tình yêu trống sảng, một tình yêu lãng mạn, một tình yêu vô cùng romantic. Rửa mà coi như là chị mà có 3 tháng là chia tay rồi. Sao vậy? Thì có mù vờ hẳn lấy giáo rương chạy thấy mù nồi chứ chi nữa. Ôi, coi như là đời em gặp thuộc sinh rồi hái chi nữa. Ủa mày tưởng mày thiếu kiều hả mày? Dạ em kiều nhi đấy chị. Mày có môn kiều nội kiều má chứ kiều nhi kiều bà hả? Thiếu gì người không lấy tự nhiên lấy chắc có vợ chi cho khổ vậy. Sao không bắt mắt chết như chị vậy nè chị rắn. Sao? Trời đất ơi, tao thấy hai đứa bay vậy tao tội nghiệp, tao thương hết sức luôn vậy đó. Sao chị á hả? 13 tuổi chị có kép rồi. Chú cha mẹ ơi, 13 tuổi là biết yếu rồi. 14 tuổi có người tới cưới rồi. Xuống quá mày. Cha ơi, 14 tuổi là trống vòng tay là chị thành đàn bà rồi đó. Kể tiếp, kể tiếp, kể tiếp. Nhưng mà 15 tuổi chồng tao chết. Rồi 15 thì để chồng chết rồi. Quả phụ cô đơn. Ê, nhưng mà từ lúc chồng tao chết tới bây giờ nha. Trời đất ơi, trai nó theo tao tấp nập, tấp nập, tấp nập. Tao phủi, phủi, phủi mà không hết. Chị nó bay. Thôi chết rồi. Rửa là anh nhà chết vào giờ trung rồi đó. Cho nên oan hồn lên theo chị đó. Đúng rồi, nguy hiểm. Cũng kiếm cái chuyện nguy hiểm lắm. Sao? Nhưng mà em nói chị nghe là dù có oan hồn hay ma gì đó, theo chị là chị cũng hên rồi. Sổ chị là đè bọc điều. Còn em đè bọc ni lông chị ơi. Bà nói là trai theo bà phủi đi không hết, phủi đi không hết. Thế tôi hỏi bà tại sao mấy năm nay rồi bà phải dọn vào ở chung với tôi con hoa là thế nào? Đúng rồi ha. Tại tao sợ ma chứ mà. À, sợ ma hèn chi mà chẳng có ma nào đến nhà này hết đấy nhỉ. Vui vậy giỡn hoài đó mà ma với quỷ. Xin lỗi tại mày đi à. Chắc là phi nhiêu rồi. Mày biết không, đúng rồi, hồi đó tao đâu có mi nhon vậy đâu hả. Mà từ ngày tao lên cân tới giờ nghe, cha nào gặp tao cũng khen. Em sổ sữa quá. Em phúc hậu quá. Nó khen rồi bỏ cho là mày. Bây giờ hả, cha nào mà chê tao hả, tao mới hy vọng đó. Nhưng mà tôi rất là tôi mới tức đây này. Sao? Cái hồi tôi còn trẻ nhá. Là đi xem bói ông thầy ông nói là tướng cô cao số lắm, tối thiểu phải 5 đời chồng nhá. Trời dễ sướng chứ sao mày. Chú cha mẹ ơi, đời gái mà chịu 5 đời chồng là ném vào lâu sánh cho con chí nữa. Ở đó mà sướng, nát một đời hoa. Thế là hồi đó khóc gần chết nhá. Rồi cứ chờ mãi, rồi 5 tháng trôi qua rồi bây giờ một chồng bói còn trả ra, huống chi là 5 chồng. Rồi. Của đâu ra mà sộp thế. Tôi thành đạt tiếng rồi đó. Nữa. Dạ. Tao nói thiệt nha, tụi bay mắc mớ gì phải lấy chồng. Trời ơi, ở không vậy mà sướng hả mày ha? Dạ đúng rồi, không có chị lấy chồng mới sướng chứ ở không có sướng gì. Vậy tao nói tụi bay ngu lắm. Ông bà mình nói có chồng như gông đeo cổ vậy đó. Thôi em thích gông chị ơi. Tao nói thiệt nha, bây giờ hả, có thằng cha nào theo tao hả, giàu con nhà giàu, đẹp trai học giỏi cách mấy, tao cũng không có thèm đâu. Tao nói thiệt á. Mụ điên à? Điên cái gì? Tao thèm gì? Thèm gì kệ tao. Tao nói mày nghe, tao biết sao mày ế chồng rồi. Tại sao? Mày có cả $100,000 tiền mặt trong tay. Nó khẽ gì vậy mày? Chuyện chi rồi mù. Này, gì? Bà dình tôi đó hả? Cần gì tao phải rình? Ngày nào ông đem ra đếm, cần gì tao phải rình? Trời đất ơi, có 100,000, ngày nào ông đếm trơn, đếm mòn ngón tay luôn, hổng mày. Tao nói thiệt á, bởi vì đâu dám nguyên trai đâu, sợ nó vô nó đào mỏ. Đàn bà mà có nhiều tiền khó lấy chồng lắm. Rửa à? Tao nói mày
mày nghe mày chia cho tao với quà bớt đi. Ê chị Hằng, gì? Chị chửi mặt tôi đi nhá. Gì? Chị xỉ vả mắng mỏ tôi như tát nước đi nhá. Chị đánh đập tôi tàn nhẫn dã man đi nhá. Nhưng mà tiền của bà đừng có đứa nào mà đụng vào nhá. Đồng tiền nó liền với khúc ruột nhá. Nói sao đâu, đau bụng lắm. Làm gì vậy? À chị sao không sướng? Tao đang chơi bộ. Chơi gì? Giờ thử mày dám đưa, người ta dám xài cho mày coi. Đó, thấy chưa? Nhưng mà tôi chuyển đề tài khác, tôi không thích nói chuyện tiền đây. Chuyển qua mày. Chi? Ừ, mày muốn chồng thành dịch vậy đó. Bời em muốn chí muốn à. Mà không chịu đi giao thiệp, mày phải đi đây đi đó mày có cơ hội mà quen với trai chứ. Đúng. Mày như tao nè, thấy không? Chỗ nào vui là tao tới. Sữa. Đám cưới, đám hỏi, đám gì có trai là tao tới. Sữa. Kẹt kẹt không có đám ma tao tới luôn. Ừ. Chú cha mẹ ơi, hèn chi tuần vừa rồi về em nhìn vô trong giỏ bà ố chả nào nhang nào đen nào vậy, vậy tiền vàng bạc đi đám ma. Đúng về rồi, đã đi đám phủ không à? Cà đồ hả? Quà tặng. Ủa? Quà tặng của trai. Mày biết không, thằng cha đó cha đi đám ma, cha mua nhang đèn đồ tiền vàng bạc quá trời luôn, cái cha cúng người chết. Cha cúng dư cái cha cúng tao. Ê quên, cha tặng tao, cha tặng tao. Vui quá, rửa là ông nào mà yếu mạnh liệt giảm tăng chi luôn cái hôm đó. Ừ, quan tài luôn, tặng luôn quan tài. Bây giờ tụi bay thấy tao đẹp rồi trai theo nhiều, tụi bay ganh, tụi bay muốn tao chết sớm hay sao vậy? Không có sao nữa vậy. Xin lỗi tụi bay thôi, bây giờ vậy nè. Tụi bay ít có ra đường quá hả? Tụi bay đang báo tìm bạn bốn phương thử coi. Ô, đương vợ em ưng làm chuyện đó đâu. Em con nhà hoàng tộc mà. Ai muộn chồng mà làm điều đó em muộn đâu. Đừng có nói tầm bậy nghe ụt dột lắm. Ai mà ngu gì mà làm cái chuyện tốn tiền tốn bạc ấy. Tao thấy á, có nhiều người đang báo tìm bạn bốn phương mà nên duyên vợ chồng mình đó. Ôi mà thôi, thôi dẹp dẹp cái chuyện mà vợ chồng qua bên đi bây giờ nè. Đi chơi với tao. Đi đâu? Hát karaoke hả? À? Tầm thường. Em biết rồi, ra vườn ngậm trăng rồi ăn hột vịt lộn. Lộn lộn, tôi giả cái chát vô mặt. Bây giờ lộn 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 cái gì? Đi thuộc pizza. Ôi thôi em. Trời ơi, còn con gái ai mà đi thuộc pizza. Sao vậy? Đúng là này, đúng là cái gì? Thuộc pizza vui thế mồ đồ ngu. Excuse moi, mademoiselle. Nói tiếng Việt đi cha. Mặt Việt Nam chân mày đang nói tiếng Tây nữa. Ok, d'accord. Dạ, cái chết vừa. Xin lỗi. Cái mai vậy? Dạ, xin lỗi chị, nhà này phải nhà của cô Hoàng Hôn không chị? Hoàng Hôn? Dạ. Nhà này không ai tên Hoàng Hôn á. Ủa? Nhà này có ba cô gái đẹp tuyệt trần, đẹp thần sầu quỷ khóc. Toàn là bình minh sáng tươi, không ai là Hoàng Hôn hết trơn. Ủa? Vậy nhà này phải nhà số 15 đường số 7 không chị? Phải. Ê, sao ghi rõ ràng là công tằng tôn nữ Elizabeth Nguyễn Thị Hoàng Hôn. Số nhà ghi rõ ràng vậy nè chị. Tôi đã nói rồi à nghe. Nhà này không ai là Elizabeth hết trơn á. Yeah. Mà không ai là công tằng tôn nữ hết trơn á. Quả chăng có con công tằng tôn nữ Nguyễn Thị Hoa. Mà nó ghét đăng báo tiệm bạn bốn phương, nó không có đâu. Ờ à, vậy chắc tôi lộn mà xin phép chị tôi về nha. Dạ. Yeah. Ê này nè. Có ai đăng báo tiệm bạn bốn phương mà để địa chỉ nhà mình, cha này cho tới cho kiếm nè. Ôi. Mày. Này, tôi không bao giờ tôi làm cái chuyện dư tiền dư bạc ấy nhá. Mà mà có phải ế ẩm gì đâu mà phải đăng báo kiếm chồng cái chứ. À, vậy nếu lộn thì xin phép hai chị tôi về nha. Dạ đừng anh ạ. Đây nè nè nè. Anh đọc thì xem có cái gì ở trong mới được chứ. Đọc thử coi. Dạ dạ, đọc thử chị nghe nha. Đọc đi. Dạ dạ. Thiếu nữ xinh đẹp và ngây thơ. Ôi, sư mẫu không mà ngây thơ. Yêu màu tím hoa sim, thích nhạc Phạm Duy, mê tiếng hát Chế Linh. Đã 22 mùa lá rụng, vẫn cô đơn chiếc bóng, lê bước chân độc hành, đêm đêm về khóc lè lôi. Hả? À, không, 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 lẻ lôi, đọc lộn mà lè lôi. Dạ, lộn. Đêm đêm về khóc, lè lôi một mình, lẻ lôi một mình. Dạ, lộn. Tao nghe văn chương này giống mà giả Lý Hương quá à. Giống tuồng cầu quận 9 quá trời mày. Văn này Nguyễn Ngọc Ngạn phải giả lại tiền nhá. À. Mà thật nhà này làm gì có ai mà 22 mùa lá rụng, toàn là 40 giờ lên ạ. À. Chỉ có mỗi mình em là mới 23 mùa rưỡi thôi anh ạ. À, vậy thôi chắc lộn nữa rồi, thôi xin phép hai chị tôi về nha. À, dạ dạ dạ. Đọc tiếp. Dạ dạ đọc tiếp thôi chị. Còn gì anh đọc nốt đi anh ạ. Dạ đọc nữa tiếp nha. Đi. Dạ. Ai có cam? Ai không có cam? Vô duyên quá đi. Cam quyết cái gì nhà này? Dạ không phải, tại mấy cô làm con rung. À, không có, tại mấy thím làm con rung quá. À. Dạ không phải, tại hai bé làm anh rung quá. Ai có cảm thông phải cam? Dạ. Đọc tiếp. Ai có cảm thông cho nỗi buồn gác trọ thì xin thả cánh nhạn tâm giao về người con gái bé bỏng tên công tằng tôn nữ Elizabeth Nguyễn Thị Hoàng Hôn.
số nhà 15 đường số 7, hứa hồi âm dù thư tới trễ. Nếu hợp sẽ tiến xa, không hợp cũng tiến luôn. Người con gái bé bỏng chắc phải tao rồi đó. Dĩ nhiên rồi. Dạ, hai bé. Còn câu tái bút nữa. Elizabeth hoàng hôn cao 1 thước 65, dòng ngực 95, dòng mông 95, dòng eo 45. Gian lộn nhà thiệt rồi anh ơi, đây toàn nhắn ép không à, không có 95 gì hết trơn á. Dạ, thì chắc cũng hy vọng lộn thôi, xin phép hai bé anh về. Ấy người ơi, người ạ, đừng về. Đang vui dự rửa. Có ai đăng báo tìm bạn Quốc Phương mà để địa chỉ nhà mình cho này tới kiếm? Không, em không. Mày chắc không, chắn mày chứ em là mày chứ mày chứ. Em không, tao em không. Em có. Thấy chưa, nó mê trai mà. Chú chó mè ơi, mày dấu nhằn nhùi mà ảo quân bạch báo rửa là mình gặp mạ giảm xính rồi. Chứ chơi, nhưng mà em nói anh nghe nghe, chắc có lẽ là anh không phải mạ giảm xính mố mà chắc anh là mạ giảm làm đó. Chứ cho mà em làm cái chi em cũng thích hết á. Làm thơ em thích nè, làm việc em cũng thích nè, làm lung tung em thích hết anh ơi. À, dạ xin lỗi chị, tôi không phải là mạ giám sinh. Dạ chắc tôi mạ giám về. Thôi xin phép mấy chị tôi về. Quán anh chờ em chút xíu. Hai chị về. Hai chị có thương em không? Không. Tầm bầy nè, hai chị thương em. Bây giờ hai chị đi chơi một mình đi nghe. Trời ơi, nhà mình âm thình dương suy nhiều quá rồi. Để cái chuyện này em giải quyết cho nghe. Nè, thôi ráng đi nghe cưng. Dạ. Tao thấy thằng này cũng được á. Cái mặt nó giống tài tử Hồng Kông đóng vai vua Càn Long á. Đúng rồi. Thôi đi vô cho nó làm việc với trai đi. Dạ. Càn Long mới càng cua cho em nói chuyện phong hết chị ơi. Ôi trời ơi, tay anh răng rửa. Không phải chị, tôi méo mó nghề nghiệp. Dạ. Họa sĩ mà chị. Dạ. Mỗi lần ai đụng vô tay cái tự nhiên tôi nổi hứng lên nè. Dạ. Mới vậy tôi gặp chị tôi muốn vẽ cho chị một cái chân dung tuyệt đẹp vậy đó. Cháu ơi, chân dung em mà anh ngoại như rí là em giống con trung rồi coi gì nữa. Đâu có. À, thế thì ra. Dạ dạ, em là công tần tôn nữ Elizabeth Nguyễn Thị Hoàng Hôn đi anh nè. Ôi vậy hả? Dạ. Anh không nhận ra em sao? Thì ra, nhưng mà tại sao hồi nãy bạn của chị á, dạ, gọi chị là Hoa? Ôi cháu ơi, Hoa là tên cụm cơm của em. Ôi vậy hả? Anh biết không, ngày xưa khi em còn bé xí như trí nè. Ừ. Cha mẹ ơi, em đẹp lắm anh ơi. À. Em xinh xắn lắm. Chú cha mẹ ơi, em sáng như thiên thần đó anh. Rồi coi như là ba mà em sợ ông bà bắt đó, cho nên đặt em cái tên là Hoa. À. Hoa có nghĩa là hoa 10 giờ anh nè. Hoa trinh nữ đó anh. Tôi nghĩ chị không phải là hoa trinh nữ. Chị hoa chí anh. Mà là hoa bất tử á. Ồ, hoa bất tử là hoa gì vậy anh? Là hoa ni lông á. Không bao giờ tàn hết nè. Anh vui quá đi thôi. Nhưng mà chị nói hồi nhỏ chị đẹp như thiên thần vậy. Dạ em sáng như thiên thần đó anh. Sao lớn lên nó... Sao anh? Lớn lên nó khác quá. Không, ý tôi nói là lớn lên cái chiều cao á, 1 thước 65 sao. Chứ trời ơi, 1m65 là em tỉnh luôn guốc đây nè anh nè. Dạ. Rồi còn cái dòng anh... Ôi, chú cha cái gò đỏ đó à. Anh ơi, cái tiểu tiệc đó mà quan trọng chí muốn á. Có như cái đỏ có như là ứng phong thì hẳn phong, mà ứng xẹp là hẳn xẹp liền á. Ủa, sao vậy? Thì giống như là bánh phong tôm á. Mẹ rỉ đi nè. Anh bỏ với chảo dầu nóng nghe. Hẳn to đi nè. Có chí muốn. Ngộ quá ha. Dạ dạ dạ. Dạ, 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 mời anh ngồi. Dạ, cảm ơn chị. Dạ. Dạ. Ủa, tôi chết rồi. Sao chị? Dạ không. Dạ, em... chưa hân hạnh được biết tên anh. Chị làm hết hồn. Dạ dạ, cho mời ngồi. Dạ. Tôi xin tự giới thiệu. Dạ. Tôi là họa sĩ Dương Thường Trực. Chú cha mẹ ơi, Dương Thường Trực. Dạ. Nghe cái tên là anh biết anh sức khỏe phí thường rồi. Dạ. Chị biết hay ghê vậy đó. Dạ. Ba của tôi tên là Dương Thường Xuyên. Vì muốn nói giọng đã tôi là Dương Thường Trực. Trời ơi, coi như là cha con anh di truyền sức khỏe rồi đó. Trời ơi, em vui quá. Dạ. May mắn. Thôi, em không có đi. Dạ. Thôi, mày
mày có thiệt á, đi thuộc pizza sướng hơn. Bây giờ mày không chuẩn thuộc pizza, ở đằng kia có đám ma có trai nhiều lắm, tao dẫn mày đi, tao giới thiệu cho. Thôi thì đi một mình đi, em thì ở nhà em phụ với con Hoa để mà tiếp khách, chứ còn nó chưa có kinh nghiệm với đàn ông bao giờ, lỡ mà có xảy ra chuyện gì thì em lại ân hận suốt đời đấy. Tao ngờ mày thương Hoa dữ ha. Thôi giờ hai đứa ngồi nói chuyện với trai nha, tao vô tao ngủ tao lấy sức, tối tao thuộc pizza. Vâng, chị cứ đi đi. Chị... để em làm gì? Vô phòng lấy tiền đếm cho nó sướng đi chị. Tiền nong gì lúc này em, để chị nói chuyện với khách nhá. Dạ. Anh ạ, à, thế anh tên là gì nhỉ anh nhỉ? Dạ, xin tự giới thiệu với chị. Vâng. Tôi là họa sĩ Dương Thường Trực. Dạ. Vâng. Tôi chuyên môn về vẽ về... vẽ về hình khỏa thân. Dạ. Khỏa thân à? Dạ. Thảo nào tên là Dương Thường Trực là đúng quá đi rồi còn gì nữa nhỉ? Anh Trực này. Dạ. Anh chị? Dạ. À, xin lỗi chị. Dạ vâng. À, tại vì tôi là một người họa sĩ nổi tiếng đó chị. Dạ. À, mà một người nổi tiếng thì không thể nào gọi tên tắt được hết đó. Dạ. Xin vâng. Chị kêu tên đầy đủ cho. Dạ, dạ vâng. Cứ dạ. Quên xin lỗi anh. Dạ. Anh là Dương cái gì anh nhỉ? Dạ. Dương Thường Trực. À Dương Thường Trực, vâng. Dạ. Anh Trực này coi như là em thích hội họa lắm nhá. Dạ. Tất cả cái gì mà cứ xanh đỏ tím vàng là em thích tuốt tuần tuột anh ạ. À. Em cho em hỏi câu này về nghệ thuật một tí anh nhá. Dạ. Vâng, thế em nghe nói là nghề họa sĩ kiếm nhiều tiền lắm phải không anh? Dạ nhiều tiền lắm chị. Vâng, vâng. Chị biết không, có nhiều khi một tấm tranh của Picasso á, vâng, lên tới là mấy chục triệu đô la đó chị. Ôi dồi, thế cơ, dạ. Giàu quá nhỉ. Nhưng mà đặc biệt cái là họa sĩ nổi tiếng phải chết rồi mới có tài có giá. Ôi dồi, thế thì chờ giàu thì lâu quá nhỉ. Dạ. Ôi chị chờ gì chị? Dạ tại vì anh còn trẻ khỏe nên bao giờ anh mới chết. À. Chị. Cái gì em? Em nói chị nghe là tiền ở trong phòng chị một đống ở vỗ đệm đấy chị. Chị ngồi đây chị làm kỳ ra cả người em quá rồi. Anh cứ quyết thương con nhỏ Hoa Hoàng Hôn này mà nó như thế 39-40 rồi mà cứ lúc nào cũng ngơi ngơ ngớ ngớ ngẩn như con nít ấy nhá. Mà anh biết không, bây giờ nó chát nửa tả phấn vào mặt đấy chứ. Đêm đến là nó chùi hết son phấn, anh biết không, trông nhăn nhún như quả táo tàu như bà cố nội mình á. Kinh lắm. Anh biết không, còn con mùi ní này hẳn á, mùi hơn em bổn con giảm á. Mà chú trai coi kìa cái tưng như con nít á. Bà mù bây giờ hơn tôi nghe, tôi không nói chị hết. Hai chị yên tâm đi. Với trái tim của một người làm nghệ thuật á, thì tôi không bao giờ phân biệt tuổi tác. Và cũng không bao giờ phân biệt xấu đẹp hết đó. Có thể chứ. Cũng như là thái tử sạc nước Anh mấy chị biết không? Biết chứ anh. Đó, chuyên môn đi mê đào già mà xấu không à? Có phụ đi già có thể xấu anh à? Đi trai xấu. Đừng, nhưng mà đừng, anh sao, anh cho em hỏi anh một câu này nữa nhá. Dạ. Thế em hỏi anh ấy là thường thường là anh là họa sĩ tai tiếng nhá. Dạ. Thì là một bức tranh thì anh ký hiệu cái tranh này là cái gì? Bình thường tôi là họa sĩ Dương Thường Trực. Vâng. Nhưng mà khi vẽ tranh thì tôi có ký hiệu là Mặc Quân Huyền. Ôi dồi ôi, Mặc Quân Huyền à? Mặc Quân Huyền nghe tên thâm thúy quá, sâu sắc quá. Dạ. Tuyệt vời quá, nghe cái tên cứ như là tên vua tàu anh ạ. Dạ cảm ơn chị. Tuyệt vời. Dạ. Ôi chúa chí mố, Mặc Quân Huyền còn nghĩa là mặc quân gì, có chứ mà vua chủ. Không phải chị, Mặc Quân Huyền chứ không phải Mặc Quân. Dạ. Ủa? Chị nói lẽ là Mặc Quân. Trời đất ơi, nãy giờ nói chuyện trai lâu dữ vậy hả? Cha này nói chuyện cũng dài dữ à nghe. Nói chuyện gì vui vậy? Xin ra cho ngồi chút coi. Trời, mẹ vô duyên nữa sợ luôn. Nghe. Chuyện gì vậy? Có chuyện cái tay chị đó. Tay anh là mạ dám làm, cái tay chị đề gân quá đó. Dám làm thì tao cũng dám chịu chứ tao có sợ gì đâu. Nhưng mà chị ơi, đi chơi làm cái gì? Sao? Ngồi đây nói chuyện với anh Dương Thường Trực vui lắm cơ. Tên gì? Dương Thường Trực. Trời, tên gì kỳ cha? Lâu lâu Dương lần thì được, Dương Thường Trực ai chịu nổi không mày? Dạ không có chị. Trời đất ơi. Quen rồi chị. Dương Thường quen. Anh Trực nè. Dạ không, tôi là họa sĩ nổi tiếng chị. Mà người nổi tiếng thì xin chị gọi tên đầy đủ Dương Thường Trực. Anh dạ. Trực. Dạ không, Dương Thường Trực. Anh Trực. Không, Dương Thường Trực. Anh Trực. Có Trực đây em. Tôi nghe nói mấy cha họa sĩ cũng có nhiều người khùng khùng điên điên lắm phải không anh? Đâu có. Đâu có điên đâu, mà là khùng. Mà không phải khùng nữa mà là mát. Ủa? Đúng. Những người thường hay cho những như họa sĩ chúng tôi là những người mát không mà. Tại vì những người chúng tôi là những người chuyên môn đi tìm những cái mới lạ. Và cũng luôn luôn đi tìm những hình bóng giai nhân. Tìm hình bóng giai nhân như nhà này làm gì vậy? Đúng là giai nhân không có. Có giả nhân.
Không, tại tôi nói giỡn cho nó vui vậy thôi, không có đâu. Nhưng mà đặc biệt một điều á, cái người họa sĩ chúng tôi quan niệm về tiền thì ít, nhưng mà tình thì nhiều. Cũng giống như trái tim của những người họa sĩ chúng tôi á, nhỏ nhưng mà khát vọng rất là bao la. Sữa à, trời ơi, tuyệt vời quá. Đặc biệt nhất là cặp mắt của một người họa sĩ chúng tôi nhìn không giống những người thường đâu. Giống cái gì vậy? Đúng. Khác hả anh? Khác tương tự như là, ví dụ như ba cô. Ba cô đang mặc ba bộ đồ rất là đẹp. Dạ. Nhưng mà với cặp mắt của một người họa sĩ như tôi có thể tưởng tượng được là ba cô đang không mặc gì hết. Trời ơi, mẹ ơi. Không. Nhìn kỳ vậy? Không. Tôi tưởng tượng cặp mắt họa sĩ tôi tưởng tượng. Nguy hiểm quá, tưởng tượng nguy hiểm quá. Tưởng tượng kìa cô em. Dạ. Nè thôi bây giờ vậy nè, không đi đâu chơi ấy, hai đứa vô nấu gì ăn mời anh Trực đi. Anh chị làm gì? Tao ngồi tao chơi với anh Trực. Thôi. Vậy thì nếu mà được ba cô mời dùng cơm tôi mừng lắm. Nhưng mà trước khi chờ đợi các cô mà nấu ăn nấu nướng gì đó thì tôi sẽ chạy ra ngoài mua một chai rượu. Tại vì bữa ăn tối bữa Pháp á có một câu là câu gì? Dîner sans vin, cơm lên sans pho, sans carême. Câu gì kỳ vậy? Dạ, có nghĩa là bữa cơm tối mà thiếu rượu vang giống như là trẻ em thiếu cà rem. Hay quá. Bây giờ mấy chị chờ tôi đi nha. Nhưng mà có một điều quan trọng nữa. Tôi sẽ dành một sự bất ngờ cho ba cô. Rửa à? Anh ơi, anh đi anh mau về nha. Em nấu cơm hẹn anh dùng nha. Hẹn em anh dùng một lần anh mê liền à. Dạ, được rồi. Anh đi nhớ về mau nha anh nha. Trời em ơi, đang chờ anh nha. Hai đứa bay tao mệt lắm rồi nghe. Mệt gì mệt? Hết chuyện rồi mấy thằng quả sĩ khùng khùng điên không nhớ mãi trơn à. Ủa trời ơi, khùng điên kia em giật lãng chơi thiểu thủ quá rồi. Điên thế, đẹp danh thế, bảo điên khùng. Khùng thế chứ khùng nữa, em cũng chơi luôn. Cái mùa này vô duyên chưa kìa. Của em thì đòi chơi là chơi ra răng. Vô duyên cái đó của... Mặc quân Huyền là của em mà. Tao nói cho mày biết, mặc quân Huyền của tao. Em nói là mặc quân là của em. Mặc quân của tao. Quân của em. Quân tao. Quân em. Quân tao. Quân em. Quân của tao. Mày đừng không xin thôi. Tưởng như hai đứa bay quá vô duyên dành cái quần à. Trời đất ơi, quần của tao nè. Thôi hai mẹ đi vô nấu cơm đi. Trời. Gì ơi hả? Đây, và đây là sự bất ngờ cho ba chị. Kính thưa quý vị, tôi là họa sĩ Dương Thường Trực, biết hiểu là mặt quân Huyền. Và hôm nay tôi lột vào căn nhà có ba nàng tiên. Mà ba nàng tiên lỡ thời. Ông bà ta ngày xưa có câu á, sao cô chẳng chịu lấy chồng, người ta lấy hết chổng mông mà gào. Cha mẹ ơi. Dạ, vì vậy để khỏi tình trạng này xảy ra, tôi mới hy sinh đời trai của tôi, lập ra một chuyện dự thi. Cuộc dự thi này rất đơn giản. Tôi sẽ đặt ra một câu hỏi. Nếu một trong ba cô này trả lời hay, mấy quý vị lựa chọn, thì mặt quân Huyền này sẽ chọn người đó. Câu hỏi rất đơn giản, các cô chuẩn bị nha. Dạ, sẵn sàng rồi anh. Quý vị đồng ý không ạ? Xin quý vị cho một tràng pháo tay. Các cô chú ý nha. Câu hỏi đó là qu'est-ce que c'est l'amour? Có nghĩa là tình yêu là gì? Em trả lời trước nhé. Thưa quý vị, em tên là Nguyễn Thị Nụ, em thi hoa hậu quen rồi. Em trả lời nhé, tình yêu là hai bên nhé, cùng có lợi nhé. Là thuận mua vừa bán, là tiền cha mà cháu múc. Mà như ông gì nhà thơ nổi tiếng ấy, nói là yêu là mất ở trong túi tiền một tí đấy anh ạ. Em trả lời hay quá, nhảy vỗ tay. Cái cô này có tinh thần buôn bán. Mời cô thứ hai. Dạ tời em. Em đúng quá. Dạ em là công tăng tu nữ Nguyễn Thị Hoa. Dạ em lấy hơi lên không vậy? Ngáp. Dạ xin lỗi chị. Xin lỗi chị nha. Chị bị xuyễn hả? Dạ không có, tại vì em run quá. Dạ. Chị ngáp à? Từ từ thôi, ngáp quá rủi ba vô. Dạ bây giờ em bắt đầu trả lời nghe anh. Dạ, tình yêu có nghĩa là hoa nở rồi hoa tàn, bèo dạt rồi bèo trôi, tình đến tình đi rồi người cũng đi. Tình là gì, tình là chi mà ngàn năm trước đến ngàn năm sau nhân loại vẫn khổ đau vì tình. Dạ.
Vậy nãy giờ cô nói tình gì tôi không hiểu. Dạ, cái đó là em nói tiếng Việt đó. Còn tiếng Tây có nghĩa là... Là sao? Oh, chérie, voulez-vous coucher avec moi ce soir? Rồi, xin mời cô thứ ba. Thôi bà lên đi, lên con mệt quá. Vậy dạ, mời bé trả lời. Em tên Trần Hằng. Tình yêu là gì hả? Tình yêu là cái con khỉ khô gì? Theo em hả, thương á thì em chụp, không thương á thì em dục. Mà cà chớn với em á thì em đục vô mặt. Wow. Dạ. Thread gang, thread gang. Dạ, quý vị đã thấy rồi. Cô người Huế thì kiêu sa đa tình. Còn cô Bắc Kỳ nho nhỏ kia thì kiêu ngạo và khách sáo. Cuối cùng, cô Nam Kỳ chân thật và thật thà. Vậy thì quý vị đã biết tôi chọn ai rồi. Người đó không ai xa lạ, chính là Trần Hằng.